sử sứ thiên, ngày 40. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Tại Trung Quốc dùng liền su bù phang biển. Tại Trung Quốc dùng liền su bù phang biển. Tại Trung Quốc dùng liền su bù phang biển. Tại Trung Quốc dùng liền su bù phang biển. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào ủa á tớ chiều hảo. Nói tốt lắm mà. Sua đờ thín hảo đờ. Ừ, ok, quyết định vậy nhé. Hảo, yên yên với định. Thật à? Rất mà. Chính là chị ấy dạy đấy. Chiều sử tha treo đỡ. Cho mình số di động. Cái vớ số chi hào mã. Đợi một chút. Đợi một chút. Nhận được rồi. Phí nhận được điện thoại. Chia tạo lọ. Có dùng Facebook hay không? Dùng bú dùng liền su.